món ngon cùng vị. Ôm chầm lấy nhau nào. Ôm lên, ôm đi. Hello em. Trời ơi, đi vui không? Hi, vui. Trời ơi, nó buồn ngủ quá em ơi. Trời ơi, đây, mọi người tới rồi nè. Vừa đấy nhảy như thế, có vẻ đâu. Em đến hồi nào vậy? Em đến từ hồi sáng rồi, em đứng đây đợi mọi người từ hồi sáng thì dầm mưa giải nắng. Trời ơi, trong hồi sáng. Trời ơi, anh tới quê em. Hai cái người này nói chuyện đời này có nhiều cái xào, có cái xào vô lý. Em đứng từ lúc tóc ướt đến lúc khô luôn đợi mọi người. Ghê ta. Bây giờ trong tủ đang có cái gì đặc biệt không ạ? Bánh mì gà nhớ lại. Hai bánh mì gà Đà Nẵng. Trời ơi, chưa bao giờ được ăn cái này. Trời ơi, trong gà. Cái nội dung trong đây nó hơi lạ nha. Mọi người có muốn xem nội dung bên trong của bánh mì không ạ? Nó nhưng sẽ đặt tên cho cái nhân ở bên trong là anh Tú. Tài thế. Nó vừa bự. Nó vừa không có nội dung gì. Tú thì cảm thấy rất là vui khi vì có gì nữa không? Vì có gì nữa không? Không có nhân. Có nhân. Anh nhân ra đây với em. Trong chờ nhất hả? Biết mà. Trong chờ nhất thì chắc là sẽ là một người tên có chữ tờ. Có thể có chữ tờ là ai nè? Tú nè, Tuyền nè, đúng không? Tuyền ơi, Tuyền gì có anh không? Đúng vậy. Tại sao mà tôi kêu nó cô đơn này. Cao làm chết đi. Bắt xe vô Sài Gòn đi mà. Em cho nó về đi kệ nó. Nó cũng quẹo lời thế à, chứ ai chơi với em. Em ơi, nó ngồi trên tàu nửa tiếng cũng li li, một tiếng cũng li li. Thiệt không anh? Rồi nó ra đây nó gặp em nó làm như là không tha thiết lắm. Sống gì mà dối lòng quá. Em cũng cảm nhận được cái sự. Ok, 3, 2, 1. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. On the road. Đi về nhà đi. Sáng ban tổ chức mua cho ổ bánh mì gà. Trông yên tủ. Nhìn rất bự nha, gỡ ra bên trong không có biết nội dung nhỉ. Không, bánh mì gà ngon mà đúng không? Đó à. Thì đó, ừ ngon mà ngon. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mì dừa leo đó, mì dừa leo nè. Lily đó, mì dừa leo là Lily. Mọi người đang chọn trong cái bánh mì gà đó. Đúng rồi. Em nguyện làm mì dừa leo. Em nguyện làm mì dừa leo. Mình no lắm rồi. Đơn giản thôi. Mình hết bụng ra ăn cơm tối luôn mọi người. Đối xử với anh Nhân đó, cũng thế thôi, đối xử với cả Tuyền cũng vậy, đối xử với cả Cam cũng như thế. Còn có cần thông minh. Em làm sao chữa được những tổn thương trong lòng tụi tôi. Đối xử nó chỉ là cái ở ngoài thôi. Chứ còn những cú dựa đầu. Những cú dựa đầu. Tôi cô đơn quá. Ok, em tự ở vào vai anh đi. Lại phải xem cảnh này nữa chứ sao. Thì em có bộ đi chứ gì mà gánh. Yên tâm, quyền lực của giám đốc âm nhạc trong tay sẽ cắt thôi. Nó có hư sụ. Kìa, bà này cũng gánh nè. Nó có hư sụ còn gì nữa. Một mình ngồi bên quân hư sụ.
Được rồi. Muốn xem full gì lên xem fancam TikTok. Lại nha. Dạ. Ly ơi, Ly có nhớ cốc trà sữa anh tặng Ly hồi mới yêu không? Lộn người ơi. Xong. Chị trời. Cái hoạt cảnh gì ngon vậy? Hoạt cảnh gì kỳ vậy? Lại đi tụi em ơi, lại đi. Lại đi. Diễn còn dở hơn tôi với guitar nữa. Tụi em không cho vô. Dở hơn em đi. Một mình ngồi bên quán quen ngày xưa. Nói chung là lúc mà anh thấy tụi em á, trời ơi, tôi thấy hồi xuân hả? Anh thấy trời, sao nó dễ thương. À, anh biết dùng từ gì rồi, anh thấy nó thanh khiết á. Từng hạt trân châu vẫn nguyên mùi hương hôm nào. Anh thấy cái tình cảm của tụi em dành cho nhau nó như nước lọc. Nó không hề giống nước cam nha. Nó không hề giống cái nước cam pha bằng bột này nha tụi em. Hạnh phúc.